xả hàng tháng 9, xả toàn bộ áo tun, một áo này chỉ còn 179k, combo 2 áo 349k, combo 3 áo 499k. Shop gỡ thủ ngừng sản xuất những mẫu áo tun liên quân. Cơ hội cuối cùng để có thể sở hữu những áo tun này, đặt mua ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Euron, một trong những vị tướng sở hữu được một cánh tay cực kỳ to. Euron thuận tay phải. Và kèo đấu ngày hôm nay của mình đó là Aelin nha. Nên nhớ là thời điểm đầu game mình có khả năng hồi phục máu cực kỳ ghê đến từ chiêu thứ 2, bổ cho một cái là nhớ nhau cả đời luôn. Kể cả bây giờ có băng trụ đi chăng nữa là chiến công đầu rồi. Úi giời Rat ơi, tưởng thế nào, đẩy không được vào trụ thì mình thịt bạn luôn. Tiếp tục bổ hồi phục máu này. Úi thế là Rat lệnh tốc biến chạy mất rồi. Đấy các bạn thấy bá đạo chưa? Khi mà nó bá đạo như thế này mà không bị giảm sức mạnh, kèm theo đấy đây là được tăng sức mạnh. Lát nữa thì mình sẽ thông báo cho người về sự thay đổi của vị tướng Euron nha. Khi mà phiên bản thử nghiệm đã có thông tin rồi các bạn ạ. Thôi khổ lắm cơ. 1-1 còn chơi, 2-1 thời điểm đầu game là mình không dám đâu. Nhưng mà lần này thì chắc là quyền vương về rồi. Lên đâu? Đúng rồi, ra tiếp chiêu luôn. Cái tầm này mình không cần về, mình đứng lại solo bạn luôn. Chiêu 2 của mình bổ thì rất là nhược, được rất nhiều máu nha. Bổ tiếp. Chết này, băng trụ luôn, có tốc biến mà. Hy sinh. Ôi giời ơi, không biết là top team bạn có bị ăn chửi hay không. Khi mà hiện tại là fit mạng vượt thời gian rồi. Đường dưới đánh nhau gắt quá và đường dưới team mình đang bị thua. Đang bị thua đường kìa mọi người ạ. Có cái gì là chúng ta sẽ ăn cái đấy thôi. Thật sự là mình chả cần phải biến về. Khi mà các bạn thấy là mình đánh là mình sẽ được hồi rất nhiều máu. Lên team bạn đâu rồi ấy nhở? Hình như là AFK rồi chăng? Ui may quá. Và đây cướp ta kìa. Ui giờ ông làm cái gì vậy? Không cướp được đòi hổ báo. À thêm cả Malok à. Bổ Malok một cái. Dọa xương xương thôi. Thế là Malok bị ăn choáng của Lavin rồi. Nhưng mà đông thế. Úi dồi ôi, ba người, thôi ạ. Mình tiếc cái con rơi này quá mọi người ạ. Nhưng mà thôi, bây giờ mà tham con rơi kháo mình phải bỏ mạng mất. Nên cứ từ từ nha. Chúng ta bỏ cái bé để chúng ta lấy cái to. Cái to ở đây đó là lấy mạng của Aelin nha. Aelin ơi, úi giời ơi, múa gươm cái gì đấy? Múa không bạn ơi? Múa dìu trước mặt thợ, úi giời. Bây giờ mình có chiêu cuối rồi bạn ơi. À, hai người đều chiêu cuối. Nhưng mà mình lợi hơn, siêu việt rồi. Bởi là vì mình cũng đã ăn được hai mạng của bạn ấy thời điểm đầu game. Thế là mình cũng hơn được đồ. Đấy. Thôi thì thông báo cho mọi người về sức mạnh của vị tướng này khi mà phiên bản thử nghiệm của chúng ta đã có sự thay đổi nha. Trước hết, chiêu 1 của vị tướng này có sự thay đổi. Trong khoảng thời gian lướt, không thể bị chọn làm mục tiêu. Nếu lướt qua mục tiêu, sẽ định thân chúng trong khoảng thời gian ngắn. Có nghĩa là bây giờ các bạn lướt chiêu 1, nó được coi là các bạn sẽ không bị chọn là mục tiêu, sẽ không bị tấn công nhiều người nhá. Ông này máu thế vậy? Tôi bổ cho một cái thôi. Này thì máu này, suýt chút nữa là mình lại có thêm được một mạng nữa. Và đặc biệt là các bạn biết Aelin sử dụng chiêu 2 đúng không? Thì giữ chân lại đúng không? Đối với vị tướng Euron thì bây giờ sử dụng chiêu 1, lướt và đối phương cũng sẽ giữ chân được. Nhưng mà chỉ là giữ chân trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhá. Trong khoảng thời gian thoáng chốc thôi. Ôi trời, gặp ngay ngộ không thế này.
Quả đấy mình đang tính giết rat mà anh ngờ ngộ không đứng biến V thì chịu luôn. Tiếp theo là mình sẽ ganh luôn này. Xạ thủ team bạn đánh nhau không? Cứ cấu đi, gọi thêm người ở đây, đúng rồi. Hai người đấy, đồng phết đấy. Nhưng mà từ từ, ơ, máu thế. Thế thì mình lại thể hiện khả năng cân ai, cân đôi, truyền tiết. Tiếp theo là Ellen team bạn đánh hồi máu rất nhiều. Và bây giờ bổ tiếp, thế là được double kill. Ui, ngộ không này. Bây giờ mà thịt được nốt ngộ không nữa là khéo mình được triple kill đấy. Thịt luôn ngộ, ui, triple kill rồi. Không được qua ra kill, nhưng mà thôi, mình cũng không ham mạng của rat đâu. Thế là chương 1 của vị tướng Euron được tăng sức mạnh nha. Cụ thể là lướt chương 1 là chúng ta sẽ không bị chọn là mục tiêu. Thứ hai là chúng ta lướt chương 1 chúng ta sẽ giữ chân lại đối phương được một chút. Giữ chân được trong thoáng chốc thôi. Chương 2 của vị tướng này cũng có sự thay đổi. Đó là khi tích đủ nội tại trong quá trình sử dụng chiêu sẽ được miễn khống chế nha mọi người nha. Đấy, các bạn bổ chiêu 2 thì các bạn trong khoảng thời gian các bạn bổ, các bạn sẽ không bị làm choáng hay là bị đẩy hay bị hất tung gì đâu. Đấy là sự thay đổi. Ông ngộ không? Ấy à, ăn được bùa xanh rồi à? Đúng rồi, gọi người lên đây. Cần luôn. Nhưng mà thôi, chắc là có lẽ mình không dám chơi sâu đâu. Chơi sâu đau lắm, đấy chưa. Nó bắn nó tí tí rồi, mất nửa cây máu rồi đây này. Để cho mình hồi phục máu cái đã nha. Vậy là mình cũng đã thông báo về sự thay đổi của vị tướng Euron. Chiêu cuối hay quá bạn ơi. Bổ tiếp rat chết này, tự nhiên được một mạng. Và vừa xong thì Lavin bắn chiêu cuối chuẩn thế nhở. Ơ, lại thích đánh nhau với mình à? Ô, chạy lại chạy mất dép rồi. Khổ thân thật sự. Bây giờ sẽ lấy luôn cái trụ đường lính siêu cấp nha. Thích thì mình sẽ tanh trụ cho. Ở này ngộ không này. Ôi, ngộ không lại chết rồi. Thôi để mình tanh trụ cho. Đúng rồi, chúng ta lấy được một đường lính siêu cấp rồi, lui đi. Trận đấu này mình cứ nghĩ lúc đầu game là đánh khá vất vả cơ. Bởi vì là team mình có đến 3 vị tướng xạ thủ. Lý do tại vì sao lại như thế? Bạn S5 là bạn cá Phanit thì bạn lại quên không pick tướng. Thế là pick ngay lên cá Phanit là team mình có 3 xạ thủ luôn rồi. Ai ngờ team mình vẫn đang ép được. Ui, thôi xong rồi. Thôi xong, để cho xạ thủ team bạn bắt đầu xanh rồi nha. Mà lốc thì một đi, không trở lại. Thôi, tầm này mình cũng không đánh được đâu. Thôi, ngộ không bây giờ nó mạnh lắm rồi. Trận đấu này thì mình toàn lên đồ công nữa chứ. Ơ, xạ thủ team bạn làm gì đây? Kích quạt chiêu cuối luôn, áp sát luôn. Thế này chạy được đi đâu? Thon ơi, bổ cho một cái, nhớ nhau cả đời. Thần thánh ngay, mạng thứ 11 rồi. Để khắc chế được vị tướng Euron thì cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ cần lên những trang bị giảm khả năng hồi phục máu như là sách chi hồn hoặc là đao chi hồn thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy team bạn lên. Đấy, thế là mình cứ thế được quẩy. Bởi vì là chúng ta cứ đánh tích đủ nội tại, chúng ta bổ chiêu 2 cái chúng ta được hồi rất nhiều máu. Trong trận đấu này thì mình cũng lên full sát thương cho Euron nha. Với build đồ đầu tiên là trang bị thương xuyên phá này. Tiếp theo là giày hộ vệ, bởi vì team bạn có ngộ không nó bổ nó đập rất là đau. Sau đó là phức cập kiếm, nanh Fenrir, gang tịnh nộ và giáp bảo mệnh. Đấy, team mình có tà thần rồi. Team 3 xạ thủ thì cần phải ép trụ sớm, không lát nữa ngộ không nó xanh thì rất là mệt. Nên nhớ là cái điều đấy. Mình cứ đẩy lính lên cao thôi. Em đứng đây từ chiều em núp bụi chờ đợi con nai vàng ngơ ngác. Rat thì này. Ồ, Rat tỉnh đấy. Rat biết ném chiêu 2 để có thể trách bụi. Được cái đầu game là mình khá là xanh sớm, bởi vì là gặp ngay Ellen không biết lượng sức mình. Khi mà Ellen feed mạng cho mình thời điểm đầu game rất là nhiều, xương xương là 3-4 mạng. Giờ chỉ cần bắt lẻ được thôi. Hello, có ai không? Không ai ra thủ trụ à? Đây rồi, lại là con nai vàng ngơ ngác. Úi giời, không kịp làm gì. Khổ thân. Ép rồi nha, cái tầm này là team mình làm xạ thủ, cái điểm lợi đó là ép trụ được dễ. Mỗi tội là team bạn đang cố gắng xóa sổ lính đây. Con rồng tiên phong bắt đầu nhổ rồi. Ui mà lốc máu tê, mình có chiêu cuối rồi. Áp sát luôn rat. Rat, ui trời chết luôn ạ. Đâu hết rồi, team bạn đâu hết rồi. Thon này, thon cũng chết luôn. Ngộ không? Ngộ không, ui rồi ngộ không chạy xa thế. Thôi thì tạm ma lốc vậy. À,
thêm cả Ellen này. Ellen ơi, ui sao mình chém đau, mình đâm đau đấy này, 40 vàng ạ. Có 40 vàng. Nhìn xem mình bổ ma lốc nha, mất nhiều máu không này. Ma lốc này trầu hết. Bây giờ là cứ bỏ, ôi nhưng mỗi tội là không còn lính vào. Bổ thêm phát nữa, đấy, ma lốc còn xíu máu thôi. Ok, mình phá nhà thôi nha. Video game của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi. Và đây là sức mạnh của vị tướng Euron. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, bye bye người. Xa hàng tăng 9, xa toàn bộ áo tun. Một áo này chỉ còn 179k. Combo 2 áo 349k. Combo 3 áo 499k. Xôm gỡ thủ ngừng sản xuất những mẫu áo tun liên quân. Cơ hội cuối cùng để có thể sở hữu những áo tun này.